Sau phần tục nhận đạt, xin kính chào tất cả quý anh em. Hôm nay Đạt thì lên cho anh em một cái bộ cùng công tác nha anh em nha. Cùng công tác của Alpha thì bữa giờ cũng do là không có đủ hàng bán nên mình cũng ý giới thiệu cho anh em. Tại vì cái loại này ấy, thì mình phải về một lần, nó số lượng nó rất là lớn thì mới đủ để mới có cái giá tốt cho anh em được. Thì đây một bộ cùng công tác này anh em. Đây thì một bộ này nó sẽ gồm 3 món nha. Anh em lưu ý cho mình là bộ này mình không có xé lẻ nha anh em nha. Tại vì cái mức giá nó đã rất là tốt rồi và không xé lẻ. Tại vì khi mà xé lẻ anh em thì mình mua lại lẻ nó rất là mắc tiền nha. Nó mắc lắm, nó mắc là bằng giá mình bán lẻ cho anh em luôn. Thì thành ra là mình không có bán lẻ nha, mình bán nguyên một bộ như vậy. Một bộ là gồm 3 món. Một cái bộ cùng xi nhan của Quay. Đây bộ cùng xi nhan Quay. Rồi, một bộ này là bộ cùng tay thắng của Quay và bộ này là cùng đề của Quay. Thì bộ 3 món như thế này á thì cái giá mức giá của nó là không tưởng luôn. Mức giá của nó là 350.000 một bộ nha anh em nha. 350.000 một bộ chứ không phải là 7-800 nha anh em nha. Như ở ngoài Honda họ bán 7-800 1 triệu một bộ. Là bán thì chỉ có 350.000 một bộ thôi. Thì tại sao được mức giá rẻ như vậy thì cái này nó là bí mật của bên mình thôi, em không thể nào nói được. Tại vì nó thẳng ra là thứ nhất là cái nguồn hàng nó tốt và thứ hai là mình nhập số lượng rất là lớn nha anh em, cho nên là mình phải đợi lâu lâu mới nhập một lần. Tại vì một lần mình nhập số lượng rất là nhiều, mấy ngàn bộ lận, thì thành ra là mình phải đợi cho nó hết thì mình mới nhập một lần nha. Một lần nhập thì cũng khá là lâu. Đấy, như cùng này thì mình cắt ra sẵn này, đây anh em thấy không, cái nút là nút nút cốt pha là đỏ chót nha, rất là đẹp. Rồi, nút cốt pha đỏ, thân là thân đen thui luôn, rất là đẹp nha anh em. Nói chung là sử dụng rất là êm, êm lắm anh em. Thì nói chung là số lượng anh em mua cái này thì chắc cũng gần 10.000 bộ rồi. Nhưng mà thật sự nói thẳng với anh em là mình chưa bao giờ mà mình nghe có một cái lời nào mà chê từ đến từ anh em hết, mà chỉ là khen thôi. Tại vì cái bộ này thực sự sử dụng rất là ngon nha anh em nha. Phải kéo nghe đầy đủ cho anh em này. Thì đây là cái cùng phía bên xi nhan này nè. Và xi nhan lên nha. Tôi có mã cho anh em luôn. Ok nha anh em, có mã cho anh em rồi nha. Đó, đây phần giác sẽ là giác trong nha anh em nha. Giác trong đúng này, chuẩn này, giác trong này chứ không phải giác đục nha anh em nha. Giác đục nhìn không xuyên được con kia là giác, đây là giác không chuẩn nha. Đây, giác trong này, đấy, nhìn thấy chưa, rất là đẹp. Rồi, mình sẽ lấy được một cái bộ cùng tay thắng nha anh em. Đây, cùng tay thắng này cũng đã gỡ ra rồi. Đây, bộ này là bộ cùng bóp thắng này nha. Đáng ra thì cái bộ này, cái cùng này nó sẽ phải mua thêm, nhưng mà bên mình thì nhập luôn và nói chung là tặng cho anh em luôn. Tại vì một cái cùng này nó hiện tại bây giờ giá thị trường nó 200.000 một cái nha. Cái tay thắng này 100, cái này 100 nha. Đó, dây điện đầy đủ cho anh em này. Anh em thấy chưa, rất là đẹp. Đấy, chuẩn hàng cho anh em, dưới này mã mộc đầy đủ cho anh em nha. Đó, ok cho anh em. Rồi, ốc đầy đủ cho anh em luôn, ốc luôn nha. Bình thường thì nó sẽ không có ốc nha anh em. Cái này mình đặt ốc cho anh em luôn. Ok chưa? Đấy. Ốc này, ốc đầy đủ cho anh em hết rồi nha. Rồi, thì bộ này có chung trong này luôn, bộ tay thắng. Và một cuối cùng cũng là một bộ cùng đề. Cùng đề chẳng biết không có phát sẵn bao giờ chưa. Thì mình sẽ khui mới cho anh em vào đây. Đây, khui mới cho anh em vào nha. Đây, đây là cùng đề này nè. Cùng đề, nút đề vàng ươm, đẹp. Logo sắm xét ở đây, ốc đầy đủ cho anh em nhé. Về chỉ việc gỡ ra là bắt vào thôi. Đây, giác trong, nhìn xuyên giác này. Đấy, anh em thấy chưa, chuẩn cho anh em nhé. Phía trong là giác đồng nha anh em, giác đồng vàng này. Đấy, ok chưa. Thì một bộ như thế này, gồm 3 món. Đấy, bộ như thế này, 3 món nha anh em nhé. Mức giá của nó rất là tốt luôn, 350.000 một bộ nha. Cam kết với anh em, chuẩn hàng cho anh em, lên xe cực đẹp luôn. Đấy, thì anh em nào cần có thể liên hệ với mình. Nói về giá cả thì mình nói thẳng, bộ này anh em mua được mức giá 350.000 là mức giá cực kỳ tốt. Số lượng thì đợt này về chắc cũng được khoảng hơn 2.000 bộ. Thì anh em nào cần thì anh em có thể quan tâm liên hệ shop để chúng ta mua hàng, có được hàng sớm nhất nha anh em nha. Đó, mức giá 350.000 thì cũng không có khuyên mãi, cũng không có miễn ship gì hết. Nhưng mà mức giá 350.000 thì nó đã quá tốt rồi, quá tốt, quá cạnh tranh trên thị trường hiện tại rồi. Thì anh em nào cần thì có thể liên hệ với shop mình nha. Đấy, dây điện anh em thấy này, giác toàn là giác đồng không nhá. Đó, bao anh em đẹp luôn. Thì anh em nào cần thì liên hệ với shop để nhận được hàng sớm nhất nha. Đặt hàng thì anh em chỉ cần nhắn tin qua shop mình thì bên mình sẽ chủ động gửi hàng cho anh em xuống tận nhà nha. Cái này có ship code cho anh em toàn quốc nha. Nhận hàng thanh toán anh em được kiểm tra hàng trước khi nhận nha. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Còn nhớ anh em nào khách sỉ muốn lấy nhiều thì có thể liên hệ với bên mình để bên mình báo giá sỉ cho anh em nha. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em ở những video tiếp theo nha.